Đầu. Action. Cho chị ngồi ghế được không? Chị đứng chị sợ dáng chị xấu. Cho chị đứng, cho chị ngồi đi. Này cuối cùng rồi các bạn ơi. Lời đầu tiên thì cho phép Lê Dung xin được gửi lời chào cũng như là hân hoan chào đón tất cả các chị, các bạn đến với chương trình live stream vào buổi cuối cùng trước khi mình bắt đầu vào Tết Nguyên đán năm 2018. Thì đây là buổi live stream cuối cùng của bên cửa hàng C-Vision và cũng là buổi chương trình giờ vàng cuối cùng ạ. Bởi vì theo như ngày hôm nay đã là ngày 25 ngày đã là ngày 25 Tết rồi ạ. Và thực sự là không khí Tết đã về đến tất cả mọi nhà rồi. Buổi ngày hôm nay khi mà em ra đường thì ở tất cả trên các con phố mà em đi qua thì đều đã có rất là nhiều đào, nhiều quất, đã có rất là nhiều các cái hình để trang trí trong ngày Tết. Thì không khí Tết thực sự đã về đến gần như là các con phố, tận gần nhà của chúng ta rồi. Và với ngày 25 Tết cũng là một cái ngày mà chúng ta, các bà, các mẹ cũng đang rất là náo nức để chúng ta đi mua những cái đồ sắm Tết này, để mua quần áo này, mua bánh kẹo, hoặc là chúng ta đặt giò chả rất là nhiều thứ để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán, để được sum vầy với gia đình. Thì C-Vision cũng rất là hiểu điều đấy và cũng rất là mong muốn là trong cái chương trình live stream buổi cuối cùng của C-Vision thì cũng muốn mong đến những cái món quà để chúng ta có thể tri ân đến trước tiên là bản thân chúng ta trước. Chúng ta tặng cho chúng ta những cái món quà để chúng ta thể hiện cái tình yêu đối với bản thân. Và sau đó thì chúng ta cũng mua được nhiều cái món quà, cũng như giới thiệu được cho nhiều người bạn của chúng ta biết đến những cái sản phẩm tốt với mức giá rất là phải chăng. Và trong chương trình giờ vàng của C-Vision thì luôn luôn là như vậy. Trong chương trình giờ vàng của C-Vision được tổ chức đến buổi ngày hôm nay là buổi thứ 5. Và với chương trình trong khung giờ vàng tầm 2 tiếng thì tất cả các sản phẩm của C-Vision thì đều được sale đến 50-60%. Với những cái thiết kế áo sơ mi và chân váy thì nó sẽ ở mức giá tầm khoảng 89.000 một sản phẩm. Tức là với một bộ trang phục mà khi chúng ta mặc lên ấy ạ, thì một chiếc áo sơ mi hoặc là một chiếc chân váy nó không tròn 90.000, tức là đến không đến 90.000 chúng ta đã mua được một sản phẩm rồi. Và đó là một lời tri ân mà bên C-Vision muốn gửi lời cảm ơn cũng như một lời chúc đến tất cả các chị, những cái khách hàng đã từng tin tưởng, yêu quý và mua những sản phẩm của C-Vision. Và những ai mà chưa mua, những sản phẩm của C-Vision thì còn chờ đợi gì nữa, đúng không ạ? Trong khung chương trình giờ vàng này, bắt đầu từ lúc 10 giờ và đến 12 giờ thì cũng rất là mong được chia sẻ cũng như là được gửi đến rất là nhiều các thiết kế của bên C-Vision để cho các chị có thể lựa chọn. Và trong khung giờ này thì nhân viên bên em sẽ rất là tích cực thay đồ. Và các chị ưng mã sản phẩm nào thì các chị sẽ xem trên hình ạ, các chị chụp ảnh lại cho em và các chị sẽ gửi hình vào tin nhắn của C-Vision giúp em nhé. Thì tất cả những cái tin nhắn đó khi mà chúng ta chốt đơn là chúng ta lấy một sản phẩm size gì, số lượng là bao nhiêu thì nhân viên C-Vision sẽ gửi đến hàng đến cho các chị. Ngày 25 Tết rồi thì rất là nhiều các đơn vị cũng không nhận hàng nữa, tức là cũng không nhận để mình chuyển ship nữa, nên là C-Vision sẽ cố gắng thôi ạ. Nốt ngày hôm nay thôi thì các em sẽ gửi đến những cái món quà đến cho tất cả các chị, các bạn. Và cũng như giống như là buổi hôm trước em có chia sẻ, nếu như mà các chị đang còn băn khoăn là không biết là 14 tháng 2 này hoặc là 8 tháng 3 thì mình sẽ tặng những cái món quà gì cho những người thân yêu của mình hoặc là những người mà mình muốn tri ân. Ví dụ như là thầy cô, lên rồi. Nó tự chạy rồi. Máy của chị thì vẫn chưa chạy được. Chị Trinh Nguyễn thử cho chị áo blazer màu đỏ size S nhé. Ok chị ạ. Ôi mạng kém quá. Nhưng mạng hôm nay hơi kém ạ.
Chị ơi nhớ lấy cho chị Duyên hai cái áo sơ mi nhé. Linh ơi, Linh chụp ảnh cái hai cái áo sơ mi đấy, Linh gửi vào trang tin nhắn của Civison nhá. Để Civison chốt đơn em ơi. Chị nhớ là Linh đặt trong khung giờ vàng rồi. Rất là xin lỗi các chị và các bạn, bởi vì là hiện tại thì thời tiết bên ngoài mưa, hơi mưa phùn một chút ạ. Mờ quá shop ơi, đúng là mờ thật. Cái mạng đang bị yếu. Mạng đang bị yếu bạn ạ. Bởi vì bên ngoài là đang bị mưa phùn và hình như là mưa nên là bị ảnh hưởng đến đường truyền nên sao ấy. Nên là lúc nãy mình thấy mình kết nối mãi thì nó mới kết nối lại được. Chắc là mình sẽ không chờ đợi thêm nữa, bởi vì cũng muộn rồi. Nên là mình sẽ bắt đầu ngay vào cái việc là chia sẻ những cái sản phẩm của Civison đến tất cả các bạn nhá. Và buổi ngày hôm nay thì sẽ cố gắng làm thế nào đấy để mà mặc được thật nhiều những cái thiết kế của Civison và để cho các bạn lựa chọn. Chính vì thế mà mỗi một mã sản phẩm thì Civison mặc trong thời gian tầm khoảng độ 2 đến 3 phút thôi, tức là sẽ rất là nhanh để nhanh chóng để thay những cái mẫu mã sản phẩm khác. Và chính vì thế mà các bạn cũng rất là nhanh tay giúp mình nhá. Các bạn nhanh tay giúp mình chọn những cái mã sản phẩm nào mà các bạn ưng ý ạ. Nếu như mà sau khi bên em chốt đơn thì bên em cũng xin phép là như này. Trong khung giờ vàng thì bắt đầu từ lúc 10 giờ đến 12 giờ thì tất cả những cái mã sản phẩm này thì mình đều được mức giá ưu đãi với áo sơ mi và chân zip ạ. Với áo sơ mi và chân zip thì sẽ có mức giá ưu đãi là 89.000 một sản phẩm nhá. Còn lại tất cả những cái thiết kế khác thì sẽ được sale từ 40-50% tùy từng mã sản phẩm nhé các chị nhá. Và các chị ưng mã sản phẩm nào thì các chị chụp hình lại luôn giúp em ạ. Chia sẻ thêm một chút nữa, đấy là cái chương trình Civison ngày hôm nay thì được bạn Tùng cửa hàng trưởng ở bên Civison là tài trợ cho em là đoạn tết tóc. Nên là nếu mà các chị nào mà có muốn được đến Civison và thì Tùng không chỉ chia sẻ với các chị về những cái liên quan đến thời trang, mà ngoài ra Tùng có thể chia sẻ với các chị về rất là nhiều những cái cách tết tóc khác nhau nữa. Thì rất là mong muốn được chào đón các chị có mặt tại địa chỉ tại 421 Kim Mã, cửa hàng của Civison. Em ơi, bọn em thay đồ. Thay xong hết rồi. Thay xong hết chưa? Buổi ngày hôm nay thì hiện tại thì Dung đang mặc một cái mã sản phẩm của Civison. Mã sản phẩm này thì khi mà Dung mặc vào thì Dung thấy nó khá là thoải mái ạ. Nó khá là thoải mái và kín đáo. Điểm cộng của cái chiếc áo này thì nó là khi mà mặc chất vải lên nên mình cảm thấy là chất vải nó rất là nhẹ, thoáng và thoải mái. Thiết kế của cái chiếc áo này thì nó rất là kín đáo ạ. Cổ của nó là bằng cổ khuy đính chai nhá, và nó rất là kín đáo. Điểm trừ của chiếc áo này thì chắc là ở cái phần khuy này ạ. Tức là ở phần khuy này thì mình thấy là nó hơi nếu mà bạn nào mà có vòng một hơi rộng một chút thì chắc là mình sẽ phải đính một cái khuy ở bên trong, để tránh trường hợp là ví dụ như khi mình di chuyển, mình cử động như này ạ, thì nó rất dễ là bị kéo sang hai bên như này. Thì mình nghĩ là với những ai mà có vòng một rộng một chút thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ đính những cái vùng khuy ở bên này để nó kín đáo hơn trong quá trình mà chúng ta hoạt động di chuyển. Còn với toàn bộ bộ thiết kế này thì nó rất là nhẹ nhàng, vẫn đảm bảo được cái việc đấy là chúng ta rất là trẻ trung và mọi hoạt động của nó thì đều rất là dễ chịu ạ. Chiếc váy cũng thế ạ. Chiếc váy thì là nó có hơi xẻ một chút ở phần bên dưới, xẻ tầm 10 phân. Chiếc váy thì không có co giãn nhá, nhưng mà nó lại rất là mỏng nhẹ và nó thoáng, nên là khi mà chúng ta mặc vào, đặc biệt là với mùa hè, khi mà chúng ta mặc vào thì nó sẽ rất là thoáng và dễ chịu trong cái quá trình mà chúng ta mặc và hoạt động các chị nhá. Bây giờ thì các bạn ấy sẽ tiếp tục thay đồ ạ. Với mã thiết kế này của Civison thì nó cũng không còn là một mã thiết kế mới nữa. Trong những buổi livestream trước thì Civison đã có giới thiệu mã hàng này rồi. Mã hàng này là một trong những mã hàng mà bán chạy gần như là thứ hai, thứ ba trong cửa hàng, sau những cái mã thiết kế về thời trang công sở liên quan đến áo sơ mi và chân váy. Bởi vì với mã thiết kế này thì cái cách phối của nó rất là nhẹ nhàng,
mặc lên, khi mà người mặc mặc lên ấy thì nó vẫn đảm bảo cái sự kín đáo này, áo liền thân nhưng mà nó có một chút tay, nên là với những người mà có vùng bắp tay to ấy thì chiếc áo này lại là một trong những cái gợi ý mà được rất là nhiều người lựa chọn. Thiết kế thì khá là nhẹ nhàng, cũng không có quá nhiều cái sự cách điệu, mà điểm cách điệu nhiều nhất thì có lẽ là ở vùng vạt ở phía trước. Ở vùng vạt ở phía trước ạ. Và chúng ta khi mà mặc chiếc váy này thì chúng ta không chỉ là thể hiện được cái sự chuyên nghiệp, mà nó vẫn đảm bảo được cái việc là chúng ta rất là duyên dáng và dễ tiện dụng cho cái việc mà chúng ta đi lại hoạt động. Bởi vì dáng váy của nó là ôm ở phần hông, nhưng mà nó sẽ hơi xòe ra một chút ở phần phía dưới ạ. Nó hơi xòe ra một chút ở phần phía dưới các chị nhá. Nên là nếu mà chúng ta có di chuyển bằng xe máy hoặc bằng những cái phương tiện như là chúng ta đi xe đạp điện chẳng hạn, thì nó cũng rất là thuận tiện cho việc chúng ta đi lại. Và với những thiết kế đầm liền như này thì CVision hiện tại là đang sale 50%. Thì các cái mã sản phẩm nó chỉ dao động giá từ tầm 280 đến 370 trở về thôi. Tất cả những mã sản phẩm này nó chỉ dao động từ 280 đến 370 thôi ạ. Và với mã sản phẩm này thì nó còn giá lại là bao nhiêu em nhỉ? Nhìn lại hộ chị nhá. Với giá sản phẩm này nó là 585.000 ạ, thì nó chỉ còn hơn 300.000 một sản phẩm này thôi các chị nhá. Thì trong khung giờ vàng ạ, sản phẩm này nó sẽ còn tầm khoảng độ 300.000, hơn 300.000 một chút với một sản phẩm ạ. Và hiện tại thì CVision đang để ở đây đang có 3 màu cho chúng ta lựa chọn ạ. Và bạn nhân viên của CVision hiện tại là đang mặc cái mã sản phẩm với tông màu là tông màu hồng ạ. Thì chúng ta còn có những cái tông màu khác, ví dụ như màu ghi hoặc màu hơi xanh nhẹ. Những cái tông màu này là những cái tông màu mà nó rất là dễ phối ạ. Và khi mà chúng ta mặc vào thì nó cũng không bị kén da. Đặc biệt với tông màu hồng thì nó sẽ làm cho da của chúng ta sáng hơn. Đây là một trong những cái thiết kế khác của CVision liên quan đến đầm ren. Với những chiếc đầm ren như thế này thì tính ứng dụng của nó rất là cao, và nó sẽ phù hợp với khá là nhiều mùa. Mùa đông thì chúng ta vẫn có thể kết hợp được. Nếu như mùa đông thì chúng ta sẽ mặc, nếu mà những ngày lạnh quá thì mình không nói, nhưng mà với mức thời tiết mà nó chỉ là xe lạnh thông thường thôi, thì chúng ta có thể kết hợp chiếc váy này với một chiếc quần tất da chân và mặc một chiếc áo vest bên ngoài. Thì nó cũng là một trong những cái trang phục mà chúng ta có thể sử dụng vào rất là nhiều các cái sự kiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể đi làm, đi chơi, đi du xuân, hoặc là chúng ta có thể tham gia vào những cái dịp có đám cưới những người bạn của mình chẳng hạn. Thì nó cũng là một trong những cái thiết kế mà CVision gợi ý. Với CVision thì màu trắng là một trong những màu mà được rất là nhiều các bạn thiết kế lựa chọn. Nên là hầu hết các mã thiết kế của CVision thì đều có màu trắng nhé. Và mức giá của sản phẩm hiện tại cũng đang để một mức giá rất là dễ chịu. Với những mã thiết kế này thì nó chỉ còn rơi vào tầm hơn 300.000 một chút thôi với một mã sản phẩm ạ. Ngoài màu này ra thì chúng ta sẽ có những màu khác nữa các chị nhá. Em lấy màu cho chị đi. Chúng ta có hai màu ạ. Ngoài màu trắng ra thì chúng ta sẽ có màu nâu này, màu nâu sáng và màu đen. Nó có hai màu chỉ để chúng ta lựa chọn. Em mang gần lại một chút để chị cho các chị xem hoa văn. Đây các chị nhá, các chị sẽ nhìn kỹ hoa văn của sản phẩm này. Hoa văn đây là cái đầm ren hoa hơi to một chút ạ. Chiếc hoa hơi to một chút. Với chiếc đầm ren này thì nó có hai lớp. Lớp vải bên trong thì rất là dày dặn. Lớp vải bên trong thì rất là dày dặn ạ. Và với cái dáng của nó là dáng đầm xòe đúng không? Dáng đầm xòe. Ok, chị thấy kiểu này khá là ổn. Và hiện tại là chiếc váy này nó vẫn còn đủ 3 size cho chúng ta lựa chọn các chị nhá. Vẫn còn đủ 3 size ạ. Size S, size M và size L. Tiếp tục một mã sản phẩm tiếp theo của CVision ạ.
với mã sản phẩm này thì đã có, sau khi mà buổi live stream cách đây 2 lần thì có rất là nhiều các chị khách hàng đến và lựa chọn. Cái mã sản phẩm này có một ưu điểm đặc biệt, đấy là nó với những cái người mà trẻ, các bạn trẻ trung một chút ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái cách phối là giữa màu hồng và màu trắng. Cách phối hợp màu giữa màu hồng và màu trắng ạ. Thì nó lại là một trong những cái cách phối màu mà nó rất là trẻ trung. Nhưng nếu như chúng ta phối những cái khung màu, ví dụ như là bạn nhân viên hiện tại là đang mặc ạ, thì nó sẽ cũng rất là phù hợp cho những chị mà từ 30 tuổi trở lên. Từ 30 tuổi trở lên ạ. Thì cái phong thái khi mà mặc cái sản phẩm này vào thì nó lại khác với lại cái thiết kế mà bạn nhân viên đang cầm ở trên tay. Nếu mà phối hợp màu trắng với màu hồng thì nó lại là tạo độ trẻ trung và nhẹ nhàng. Thì với thiết kế mà màu hồng cộng với lại màu ghi xám ấy ạ, thì nó lại tạo cái sự chuyên nghiệp và chín chắn cho người mặc. Nên là nếu như mà chúng ta sẽ thích cái phong thái nào hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái khung màu sắc khác nhau, và cũng như là lựa chọn những cái thiết kế khác nhau để nó phù hợp với lại cái mục đích sử dụng của chúng ta. Với cái thiết kế này thì hiện tại là như bên em hôm trước có chia sẻ là với thiết kế này thì là tay lỡ trước khử tay, đúng không? Nó dài trước khử tay của chúng ta này. Thiết kế nó không ôm vào vùng tay nên là nó sẽ không bị nó sẽ không bị vùng bắp tay này. Cái quan trọng nhất là nó không bị vùng tay và nó cũng khá là nhẹ nhàng ở vùng này. Nó là những cái gen hoa, những cái hoa theo tay các chị nhá. Nó là những cái hoa theo tay này. Và hiện tại là C-Vision đang để sản phẩm này với mức giá là 665.000. 665.000 thì nó còn tầm 330 nhỉ. Với sản phẩm này thì nó còn tầm 330.000 các chị nhá. Thì các chị ưng mã sản phẩm nào thì các chị chụp hình lại giúp bên em ạ. Và cũng nói luôn giúp bên em về lựa chọn về màu sắc để bên em chốt đơn nhá. Với một mã sản phẩm này thì nó còn có giá là 330.000, khoảng tầm đấy ạ. Với những bạn nào mà làm công sở ấy ạ, và chúng ta thích cái phong cách phong thái nhẹ nhàng lịch sự, thì những thiết kế của C-Fusion là một trong những thiết kế mà đáp ứng được cái yêu cầu đó. Bởi vì với C-Vision thì tất cả những sản phẩm không quá cách điệu, tức là nó không quá tạo cái sự khác biệt. Tuy nhiên thì khi người mặc vào thì rất là hiểu tâm trạng của người mặc ạ. Tất cả các thiết kế này thì nó đều tạo cái sự thoải mái, nhẹ nhàng, cũng như là đảm bảo cái sự kín đáo và lịch sự. Thân ơi, đợi chị một chút nhá. Đợi bên chị một chút, các bạn ấy đang thay đồ. Các bạn đang thay đồ thì các bạn hôm nay các bạn sẽ thay hết tất cả các mã sản phẩm luôn thân ơi. Với những thiết kế này thì chân váy và áo sơ mi đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm các chị nhá. Và nó sẽ đầy đủ size cho các chị lựa chọn ạ. Ok thân. Với mỗi mã thiết kế của C-Vision thì thông thường nó sẽ có 2-3 màu cho khách hàng lựa chọn. Cứ mỗi một thiết kế là nó sẽ có 3 màu. Và 3 màu thì nó là 3 màu rất là cơ bản. Ví dụ như là chúng ta sẽ có màu trắng, màu đen và một màu hồng, hoặc là một màu nâu. Năm nay thì xu hướng là những cái màu nâu, đặc biệt là màu nâu đất thì nó đang là xu hướng được lên ngôi, kể cả về bên mỹ phẩm cũng như là bên thời trang. Chính vì thế mà rất là nhiều cái thiết kế của C-Vision lựa chọn màu nâu làm một trong những cái tông màu chủ đạo. Ngoài ra những tông màu cơ bản, ví dụ như là màu đỏ, màu hồng, màu trắng và màu đen cũng được sử dụng rất là nhiều trong quá trình thiết kế.
Chị thấy mấy cái này dễ mặc nhỉ? Dễ mặc đi rất là. Chị cảm ơn. Tiếp thì đều ok. Với những bạn mà có chiều cao khiêm tốn một chút ạ, thì Citizen gợi ý cho các chị là các chị lựa chọn cho em những cái mã sản phẩm mà có cái dáng chân váy nó cao trên quá đầu gối tầm khoảng độ 5 phân, thì nó sẽ tạo cái sự nếu mà chúng ta mà tập trung quá nhiều vào những cái đầm dài ấy, hoặc là những cái chân váy bút chì, thì nó sẽ kéo cái chiều cao của chúng ta xuống hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta lựa chọn những cái chiếc đầm mà nó không quá ngắn nhá, nó vẫn ở cái phần đầu gối hoặc là trên đầu gối tầm 5 phân ấy, thì nó tạo cái sự vẫn là trẻ trung, vẫn năng động, chúng ta nhìn vẫn rất là lịch sự. Tuy nhiên thì đặc biệt là nó làm cho đôi chân của chúng ta cảm giác là nó được kéo dài hơn. Thiết kế nơ này thì là nó là thiết kế nơ do chúng ta tự thắt nhá. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cách cái tạo kiểu nơ khác nhau. Và với mỗi một cái kiểu nơ thì nó lại tạo cho bộ trang phục của chúng ta có một sự mới mẻ khác nhau ạ. Bọn em thay đồ nhanh nhá. Thay đồ nhanh lên để hôm nay cho các chị có nhiều lựa chọn, chứ khung giờ của mình nó cũng không còn nhiều thời gian đâu. Bắt đầu từ 10 giờ đến 12 giờ ạ. Giờ vàng của bên em hôm nay chỉ có từ 10 giờ đến 12 giờ thôi. Và sau cái khung giờ này thì cũng là ngày 25 Tết rồi, thì bên em sẽ kết thúc cái chương trình khung giờ vàng cũng như là những cái chương trình giảm giá của Citizen tại đây. Nên là rất là mong là buổi ngày hôm nay thì các chị nhanh chóng lựa chọn ạ. Chân váy này có màu gì nữa? Chân váy này có khá là nhiều màu. Chị Trinh ơi, chị đợi em một chút nhá. Thì các bạn ấy sẽ thay lần lượt từng màu một luôn. Nên chị Trinh đợi bên em một chút ạ. Tại vì mẫu sản phẩm áo sơ mi và chân váy thì nó tít ở trên tầng cơ. Thì bọn em sẽ lần lượt, các bạn em sẽ lấy đồ và lần lượt thay từng mã sản phẩm một nhá. Chị Trinh đợi bên em. Thân ơi, Thân chụp ảnh lại nhá. Thân ưng cái mã nào ấy, Thân chụp ảnh mã ở màn hình giúp chị. Hương là bị ngại ấy. Qua mất rồi chị ơi. Một chút nữa nhá, một chút nữa. Hương là bị ngại đứng trước ống kính. Bởi vì Hương nói là bởi vì là hôm nay Hương bị không được điệu đà lắm trước khi mà lên hình ấy, nên là Hương bị không tự tin. Nhưng mà chị thấy thì Hương hôm nay rất là đẹp rồi. À, tranh thủ ạ. Bắt cóc cửa hàng trưởng. Em phải bắt cóc cửa hàng trưởng một chút ạ. Em chỉnh máy. Không, chị không cần. Em chỉnh máy. Đi lùi ra đây. Em chưa thấy một cửa hàng trưởng nào đẹp trai mà lại nhát như bạn này luôn. Khách đến cửa hàng thì phối đồ rất là đẹp. Nhưng mà không hiểu sao mà mỗi lần bảo bạn ấy lên màn hình để bạn ấy chào tất cả nhà mình ấy, thì nó bị sợ, nó bị rất là sợ. Nên là mãi vẫn chưa có người yêu là đúng rồi ạ. Cái blazer đi, lúc nãy chị Trinh chị bảo là chị đang muốn xem cái blazer đấy. Cái blazer màu đỏ ấy. Để tí nữa ai mà mặc cái áo sơ mi thì ấy luôn. Đây rồi.
các chị đợi bên em một chút nhá, các bạn đang bị thay đồ. Đi cẩn thận đi này. Chị thích Hương mặc cái váy này màu đỏ hơn. Màu đỏ nhìn sáng hơn. Màu này em biết thế, tái em phải đánh cái màu, đánh cái son nó tươi hơn thì nhìn nó đỡ chìm. Nhưng mà vẫn đẹp. Cái mã thiết kế này thì hôm trước là mình cũng có chia sẻ rồi ạ. Mã thiết kế này thì nó cũng có một cái sự phá cách. Đấy là em lại gần đến cho các bạn nhìn kỹ hơn. Đó là ở cái hai cái phần hai bên mình thế này. Thì mình có cái này gọi là cái cánh à? Cái tà. Ừ, cái tà đi. Cái này thì nó cái này thì nó có hai cái tà ở hai bên này. Và hai cái tà này thì nó giúp che cái vùng bụng của chúng ta rất là tốt. Nó cũng là một trong những cái thiết kế mà chị cũng chưa gặp đâu. Chị cũng chưa thấy đâu. Nó có bị trùng không? Không đúng không? Khá là ổn nhỉ. Với cái thiết kế này thì chúng ta đang có mấy size nha các chị nhá. Hiện tại là vẫn có 3 size ạ, size S, size L và size M. Và chúng ta có 3 sự lựa chọn. Đó là màu đỏ, màu đen và màu xanh. Cá nhân mình thì mình thích màu đỏ hơn, bởi vì là màu đỏ thì nó làm nổi da chúng ta hơn ạ. Các chị có nhìn thấy không ạ? Chỉ cần là nếu mà Hương cho cái màu đỏ này màu đỏ gạch, chỉ cần cho thiết kế này lên trên người thôi thì gần như là thấy da của Hương nó bật tông sáng rất là rõ. Nhưng mà nếu bỏ ra thì nhìn màu xanh này, nhìn nó bị tái, cảm giác là nó bị hơi yếu ấy. Còn màu đen thì nó là màu cơ bản rồi ạ. Màu đen nó là một màu rất là cơ bản rồi. Hầu hết có lẽ là những người mà hơi mập mập một chút thì hơi tròn chỉnh một chút thì mình thường hay chọn lựa chọn cái màu đen đúng không ạ? Nhưng mà em thấy là có rất là nhiều có sự lựa chọn khác ở C-Vision mà các chị có thể lựa chọn nhá. Không nhất thiết là mình phải chọn màu đen đâu. Ví dụ như là màu xanh ạ, thì là nó sẽ hơi xỉn da một chút nhưng mà nó vẫn che vùng bụng nhá. Còn màu đỏ ạ, nó rất là tôn da nhá, đỏ gạch rất tôn da luôn ạ. Còn màu đen thì nó là một trong những màu mà nó tạo sự huyền bí, nó là một trong những màu kinh điển rồi ạ. Rất là nhiều người lựa chọn. Và những cái thiết kế này của C-Vision thì hiện tại và vẫn được đang giảm 50%. Thì mã sản phẩm của nó đang còn giá là 585.000. Thì nó 585.000 thì nó chưa đầy 300.000 một sản phẩm. Cái này nó chỉ còn tầm 280 thôi, 280-290 một sản phẩm thôi các chị ạ. Và 280-290 với một sản phẩm mà có những cái nó rất là đường may rất là chắc chắn ạ. Cũng như là xịn sò. Cái lớp lót bên trong cũng rất là thoáng này. Lớp lót bên trong các chị nhìn nhá. Kể cả lớp lót bên trong khi mà mình may á, nó cũng không có cái sự, nó cũng không bị nhăn, hay là nó cũng không, khi mà trong cái quá trình mình giặt ấy thì nó cũng không bị vỡ dáng. Bởi vì chất liệu vải của nó thì em thấy là tương đối ổn ạ. Nếu mà ai mà cái này là quần hay váy? À đấy, cái này là quần. Sao nó giống một cái thiết kế váy mà nó chạy dọc khuy ở xuống có cái hai cái ở dưới đúng không? Ở chị nhìn qua trên máy chị nhìn không rõ. Đây là một trong những cái thiết kế gợi ý tiếp theo của C-Vision nhá. C-Vision cũng rất là hiểu là nhiều chị khi mà mặc áo sơ mi thì chúng ta không thích là chúng ta sẽ đóng thùng vào đúng không ạ? Bởi vì với áo sơ mi thì nhiều khi là chúng ta chỉ mặc áo sơ mi và mình mặc một cái quần Âu hoặc là diện những cái quần jean, thì áo sơ mi của C-Vision cũng có những cái thiết kế mà chúng ta có thể cách điệu ạ. Ngoài việc là chúng ta có thể sơ vin đóng thùng thì chúng ta có thể sử dụng những cái chiếc áo thiết kế suông như này ạ, và thắt một chiếc nơ nhẹ nhàng ở vùng hông nhá. Mua áo này chị Hoài Thư Nguyễn, chị muốn đặt sản phẩm này đúng không ạ? Thì với cái này là cái nơ này nó rời ra ngoài đúng không em? Là một cái đai. Cái đai nó rời ra ngoài mình tự thắt đúng không? Ngoài kiểu thắt này nó còn kiểu thắt khác không? Rất nhiều ạ. Tùy sở thích ạ. Tùy sở thích đúng không? Mình muốn thắt kiểu gì mình thắt đúng không? Liên ơi, cho chị gợi ý đi. Ngoài kiểu thắt này ra còn kiểu thắt gì khác không?
À, chị Dương Lụ ơi, sơ mi và chân váy của bên em ạ, đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm chị nhá. Trong khung giờ vàng ạ, chị chỉ cần đặt sản phẩm thôi. Trong khung giờ vàng là từ lúc 10 giờ đến 12 giờ thì chị đặt mã sản phẩm nào về liên quan đến áo sơ mi và chân váy thì nó đều đồng giá là 89.000. Chị 50 cân, 50 cân thì mặc size M. Tùng ơi, 50 cân mặc size M ổn đúng không? 50 cân nhưng mà chị Hoài Thương Nguyễn, Nguyễn ơi, chị cam hết bao nhiêu ạ? Thật ra bụng thì chị nghĩ cũng không ấy đâu, nhưng mà cái quan trọng ví dụ như là mình mà dáng mình cao một chút ấy thì nó lại chân váy hai túi giá trước bao trước lúc nãy chân váy hai túi giá trước lúc nãy ý. À ôi, chị cao 1m61 cơ mà. Nếu mà cao 1m61 phải mặc L nhỉ. 50 cân nhưng mà tại vì cái khung ấy nhỉ, cái khung nó vẫn hơi rộng đúng không? Ồ, cái này như kiểu bóng hoa ấy nhỉ, cho chị lại gần chị xem nào. Nhưng mà chị sợ nó rụng không? Có, cái này chị được xem thôi ạ. Cái này chị được trang trí nữa. Cái này chị để lên hình nữa ạ, không có tính chất. 61 thì không ngắn đâu nhỉ. Em cao mét bao nhiêu? Em cao mét 6. À, chị Thương Nguyễn này, bạn này cao mét 6 nhá. Và chiếc váy lúc nãy thì bạn ấy mặc ạ. Thì chị thấy là chiều cao như thế thì chị có mặc, chị có bị ngại không? Hiện tại là chiếc váy mà có hai cái túi đằng trước, lúc nãy em mặc đấy là nó trên đầu gối đúng không? Vâng ạ. Nó sát đầu gối luôn hay là nó trên tầm bao nhiêu? Đầu gối. À không, sát đầu gối, em vừa chạm đến đầu gối. Chị ơi, nó vừa chạm đến đầu gối nhá, chạm trên phần đầu gối của mình luôn đấy, chứ nó không bị ngắn hẳn lên đâu. À, chị thử xem lại cái ảnh ấy, một chút nữa thì hết cái phần livestream thì chị sẽ xem lại hình nhá, xem là coi bạn ấy mặc như thế thì chị có bị ngại hay không. À, em đặt một áo sơ mi đó nha, chân váy đâu chị? À, chị đợi một chút ạ, chị đợi một chút, bên em hiện tại đang thay có màu gì? Chị lấy chân váy có màu gì? Chân váy lúc nãy em thay là màu nâu đúng không? À, mình có màu đen này, màu ghi màu lông chuột đấy đúng không? Mình có 3 màu nhá, một tí nữa bên em sẽ chọn từng màu ạ, sẽ mặc từng màu. Dương Nụ ơi, bạn cao 1m61, nặng 51kg. Chưa ạ. Thì mặc size gì? Màu. Ừ, à, áo này này, áo này là size M đi nhở? Size M đi, tại vì hiện tại em đang mặc size M mà đúng không? Ừ. Ừ, em nặng bao nhiêu cân? Em nặng 49 ạ. Hiện tại là em đang mặc size S đây đúng không? Ừ. Thế thì bạn chị mặc size L được. À, chị quên nhầm, size M. Size M thì vừa. Chị Dương Nụ ơi, chị mặc size M được nhá. Size M là vừa này, con bé này nó cao 1m6 này và nó nặng 49kg đúng không? 49. Nó chưa có người yêu ạ. Nó nặng 49kg thì em nghĩ là hiện tại là bạn ấy đang mặc size S thì chị mặc size M nó rất là hợp lý. Và với cái thiết kế này thì nhân viên bên em, bạn ấy khéo tay ấy, bạn đang làm một cái thắt nơ hình hoa hồng nhá. Thì nếu mà mình không khéo tay thì mình cứ thắt nơ kiểu thông thường đi, kiểu khăn quàng đỏ đi. Còn nếu mà khéo tay thì mình thắt được những cái kiểu nơ nó rất là điệu như này này. Em chỉ để ngắm nhá, trưng bày nhá. À, cái này mà mình đi ra gió chị sợ nó bung hoa đúng không? May mất hoa. Chị sợ nó bung hoa mất. Ok, các chị chọn sản phẩm nào ạ? Các chị nhắn tin giúp bên em nhá. Các chị nhắn tin mà giúp bên em ạ. Sau đó thì là bên em sẽ chốt đơn và những cái tin nhắn mà trong khung giờ vàng thì ok là bọn em vẫn giữ lại cái mức giá. Các chị ưng sản phẩm nào các chị chụp màn hình luôn giúp em ạ. Và bên em sẽ chốt sản phẩm đấy và đặt vào trong khung giờ vàng các chị nhá. Thôi em, chuyển sang bạn khác nào. Thay đồ nhanh lên cho các chị xem nhiều đồ. Thay nhiều chân váy áo sơ mi nhá, nhiều kiểu váy vào cho các chị chọn được nhiều. Các chị ơi, tiếp tục một cái mã sản phẩm nữa nhá. Mã sản phẩm này thì nó là chất liệu của nó bằng lụa. Chất liệu lụa này thì có một đặc điểm, lụa này nó không phải là lụa tự nhiên đâu, lụa nhân tạo đấy. Nên là nó không bị cái tình trạng nhăn các chị ạ. Ví dụ như là cái áo này nhá. Nó không bị nhăn các chị này. Nó không bị tình trạng nhăn đâu. Nên là mình hoàn toàn yên tâm khi mà mình giặt nhá. Nhưng mà em thì em nghĩ là mặc dù nó không nhăn nhưng tốt nhất là chúng ta sẽ giặt bằng tay. Và chúng ta sau khi giặt xong thì chúng ta không vắt ạ. Mà chúng ta giặt xong chúng ta nhúng nước lần cuối và sau đó chúng ta đem ra phơi thôi. Bởi vì chiếc váy này nó rất là mỏng. Và khi mà chúng ta phơi á, thì cái thời gian để nó khô thì nó rất là nhanh ạ. Thời gian để khô thì nó rất là nhanh các chị ạ. Và với thiết kế này thì em cũng chia sẻ luôn là với những người mà có bụng một chút thì các chị không nên lựa chọn nhé. Chỉ những bạn nào mà dáng ổn ổn thôi, tức là mình sẽ không có vòng bụng này,
và tất cả cái dáng của mình nó ổn thì nó là một trong những thiết kế mà rất là tôn dáng. Tuy nhiên thì với những người mà mình có bụng, đặc biệt là cái vùng bụng của mình nó bị lộ rõ, thì các chị là không nên chọn những thiết kế như này. Và với những thiết kế này thì hiện tại là bên nhà em đang được sale 50% ạ. Thì mức giá của nó sẽ trở về từ tầm 280 đến 350 một sản phẩm thôi. Mức giá rất là dễ chịu. Và sản phẩm này thì hiện tại là nó đang có 3 màu sắc để lựa chọn: màu đen, màu nâu và màu trắng tinh ạ. Em đi thay áo sơ mi luôn đi. Em cứ mặc chân váy đi, cứ mặc chân váy đi thì xong chị sẽ bảo các chị là cái nào còn sai, cái nào không còn sai để các chị chọn mẫu thôi. Thì nhiều khi phải lên hình thì người ta mới nhìn xem được kiểu ấy. Thì em cứ mặc đi. Cảm ơn Thân nhá, Thân chia sẻ giúp chị. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Khung giờ vàng thì cũng sắp kết thúc rồi. Hiện tại bây giờ thì khung giờ vàng cũng sắp kết thúc rồi, đến 12 giờ là cũng kết thúc rồi. Và em thấy là cũng chưa, cái khung giờ này thì là cũng là khung giờ mọi người đang đi làm, nên là mình cũng chưa được chia sẻ nhiều ấy. Thì các chị chia sẻ nhiều giúp em nhá, để cho nhiều người thân, nhiều người bạn của mình cũng như nhiều người biết đến chương trình, để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm với mức giá ưu đãi. Thì các chị chia sẻ giúp em nhá. Dương Nụ ơi, cửa hàng bên mình ở 421 Kim Mã. 421 Kim Mã, cửa hàng Sea Vision. Đây là một trong những cái thiết kế áo sơ mi, quần và blazer của bên mình. Ô, cái này hơi giống kiểu của chị nhỉ? À không, cái cổ thôi nhỉ? Đúng là tay bánh bèo thật. Chị nghĩ là thiết kế tay này thì ai mà thích điệu điệu ấy nhở thì mặc thì hợp lý. Ừ, chứ còn ai không, nhưng mà không nhất thiết là phải điệu, bởi vì đôi khi mình cũng thay đổi ấy, trong tủ đồ của mình. Đúng rồi, trong tủ đồ của mình có thể lựa chọn nhiều các kiểu sản phẩm, nhiều các cái thiết kế khác nhau, nhiều kiểu khác nhau. Và nếu như mà mỗi một người phụ nữ ấy, Tùng ơi, chị vẫn thấy mà có mất mạng đâu. Chị chốt, chị Trinh Nguyễn, chị chốt hai sản phẩm này đúng không chị Trinh Nguyễn? Áo sơ mi và blazer đúng không ạ? Có ship về Thanh Hóa không ạ? Ôi, chị Dương Nụ ơi, hiện tại thì em vừa được bên cửa hàng trưởng vừa thông báo là bên em có gọi là cho bên bưu điện, thì bên bưu điện là không chốt sản phẩm, tức là không gửi sản phẩm nữa, không nhận gửi sản phẩm nữa, bởi vì người ta đang nghỉ Tết rồi, người ta chỉ còn đôn nào thì người ta gửi nốt thôi. Thì nếu mà chị Dương Nụ muốn lấy sản phẩm thì không biết là chị Dương Nụ có bạn bè hay người thân gì ở Hà Nội không ạ? Bọn em sẽ chuyển đến địa chỉ ở Hà Nội, sau đó thì người thân của chị có thể mang về cho chị trong dịp Tết được không? Tại vì bây giờ bên bưu điện người ta báo nghỉ rồi ạ, nên là bên em không chuyển được hàng nữa. À chị Trinh ơi, tức là chị muốn ra Tết thì chuyển cũng được đúng không chị Trinh? Chị Trinh ơi, thế thì như thế này nhá. Với nếu mà như thế thì chị chuyển khoản trước cho bên em ạ. Và bên em xuất hóa đơn ra thì bên em giữ hàng cho chị đến ra Tết. Ra Tết thì mùng 6 mình làm bình thường rồi. Thì ra Tết mùng 6 bắt đầu bên em chuyển được không chị? Không không, chị hiểu rồi. Tức là mình không chuyển hàng bây giờ, mà tại vì hết hôm nay thì hết khung giờ vàng rồi. Ra Tết mùng 6 thì mình gửi. Ra Tết mùng 6 thì mình sẽ gửi hàng về cho chị. Ok ok chị Trinh ạ. Dương Nụ ơi, chắc là nếu mà mình muốn mua thì mình cũng sẽ phải làm như vậy. Cho chị xem rõ hơn áo sơ mi. Ok, em lại gần đi, lại gần cho chị xem. Đây chị nhá, cái áo sơ mi nó điệu điệu thế nào ấy. Nó sẽ có đường cắt này.
nó che phần bắp tay ở phần trên này, và đó là nó cắt xuống phần dưới á, cái nơ của nó đây nhá. Nơ này thì nó làm cùng với cái bánh bèo này thì nó cũng không nổi lắm đâu, nói chung là nó cũng cứ điệu điệu. Nhưng mà em lưu ý này, tất cả các chị lưu, em lưu ý nhá, là với áo sơ mi á, không phải riêng mình hãng em đâu, hãng nào cũng vậy thôi. Nếu mà khi mà mình mua áo sơ mi về á, là các chị lưu ý giúp em là với những ai mà nó bị hơi hở khuy ở vùng này nhá, mặc dù khuy bên em đính nó rất là gần nhau rồi đấy, đây này, cái khoảng cách khuy này rất là gần nhau rồi này, nhưng mà với những ai mà nó bị hở thì các chị lưu ý là các chị đính một cái khuy ở bên trong giúp em nhá. Nếu mà chị nào cần đấy ạ, bên em có thể gửi luôn cùng với áo nhá. Các chị nhắc bên em là bên em gửi cùng với áo luôn cho các chị ạ, bên em có, để mình không bị, ví dụ mình khi mình hoạt động ấy thì nó sẽ không bị ạ, nó sẽ không bị hở. Toàn đồ đẹp, chị không live stream sớm lên à, chị xin lỗi bởi vì hôm nay là chị có, chị Hà Nội nó tắc đường quá, chị chạy mà từ bên cửa hàng bên chị mà sang bên này mà đi mãi mà không về được sang này đến nơi, nó tắc đường quá, chị xin lỗi. Hôm nay chị bị lỡ hẹn đấy, tại vì hôm trước là chị hẹn với mọi người là chị lên sớm, nhưng mà xong thì lại không lên sớm được, chị xin lỗi nhá. Nên là chị đang giục các bạn. Ok chị ạ, ok chị. Chị đang giúp các bạn đây là đang thay đồ thật là nhanh để cho tất cả các bạn có thể xem được nhiều đồ hơn. Dương Nụ ơi, em ở đâu Thanh Hóa vậy? Em ở chỗ nào Thanh Hóa? Thay đồ đi em. Thay đồ chóng mặt luôn. Ok chị Trinh Nguyễn nhá. Một thiết kế tiếp theo của C-Vision ạ. Thiết kế này thì bản thân em đã lựa chọn được một chiếc rồi. Cho tớ áo sơ mi hồng. Chị Anh Nguyễn ơi, chị Anh Nguyễn ưng sản phẩm nào thì chị chụp hình lại giúp bên em nhá. Chị Anh Nguyễn chụp hình lại giúp bên em ạ. Em cứ điệu đi, mình có quyền điệu mà, em cứ điệu thoải mái đi cho chị xem nào. Chị thấy em đẹp mà. Chị thấy tóc em bình thường mà. À, các chị ơi, đây là một trong những cái thiết kế của C-Vision nhá. Và với thiết kế này thì em đã lựa chọn được một chiếc áo màu sẫm hơn ạ. Một chiếc áo màu sẫm hơn. Và chiếc váy thì em lựa chọn nó là váy màu trắng. Tức là với thiết kế này thì nó còn một chiếc váy màu trắng nữa các chị nhá. Em đứng lại gần đây đi cho các chị xem cái tà váy này. Váy này thì nó che bụng rất là ok luôn. Cảm ơn em nhá. Chiếc váy này thì nó che bụng rất là tốt luôn ạ. Bởi vì nó là chiếc váy có hai tà này. Và cái đường cắt của nó ở đây là nó, đường cắt ở đây là nó cắt không đồng đều nhau đó, nên là nó sẽ hơi xẻ một chút. Nó sẽ hơi xẻ một chút này ở phần bên hông váy này. chị Thương à, Hoài Thương Nguyễn ơi, chị chụp hình lại giúp bên em nhá. Chị ưng sản phẩm nào chị chụp hình lại giúp bên em ạ. Cái váy này em mặc cái váy màu trắng và cái áo sơ mi cũng dáng như thế này luôn, nhưng mà màu đen ấy, màu nâu đen nhỉ, thì em mặc em che được khuyết điểm của em tốt lắm ấy. Cái áo này có size không chị? Có chứ, áo này có size, có nhiều size và lớn nhất là size L đúng không? Đủ size, áo này đủ size thân nhá. Nhắn tin để chị chuyển khoản nhé. Chị ơi, chị đợi một chút ạ, xong chương trình live stream thì bên em sẽ nhắn tin cho chị nhá. Thì em cá nhân Hương mặc cái váy này Hương thấy thế nào? Mày làm gì có bụng mà che? Có zip nâu ạ. Đây nhá, cái váy này này, hiện tại cái váy này em rất là thích. Em chọn được cái váy này cái màu ok chị, cái váy này em chọn được màu trắng. Và em mặc một chiếc áo đen thì em thấy rất là đẹp luôn. Mà nhìn cảm giác rất trẻ trung ấy. Bởi vì nếu như các chị nhìn ngang là các chị thấy này, bụng của em nó rất là rõ luôn. Rất là rõ. Ví dụ như em mặc những cái thiết kế này như thế này ấy,
là nhìn ngạ, nhìn trực tiếp thì đẹp nhưng mà nhìn ngang là nó sẽ hơi lộ bụng một chút. Nhưng mà khi mà em mặc cái chiếc váy này em thấy cực kỳ thích luôn, bởi vì nó không hề lộ bụng ấy, nó không hề lộ cái vùng bụng của mình luôn. Nên là nếu mà các chị nào mà có bụng một chút nhá, các chị lựa chọn cho em những cái váy này này, thì em khẳng định luôn là nếu các chị mặc cái váy này là các chị cực kỳ tự tin luôn. Cái này nó có màu đen đúng không em? Có màu đen. Ờ có màu đen. Nhưng mà màu đen, màu trắng và màu ghi. Nhưng mà màu đen thì chị sợ là nó không, nhìn nó không rõ cái kiểu cái cách điệu của cái váy, nhìn nó không rõ cái cách điệu. Chỉ có hai màu này là rõ nhất thôi. Và với áo sơ mi và chân váy nhá, bất cứ một áo sơ mi và chân váy nào của bên em thì đều đồng giá là 89.000 hết ạ. Đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm. Lấy cho em áo này size M. Ok thân ơi. Áo này em đang mặc size gì? Em bao nhiêu cân? 44 cân đúng không? Size đúng không? Ok. Váy này bao nhiêu đấy ạ? À, chị ơi, tất cả áo sơ mi và chân váy của bên em thì đều đồng giá là 89.000 hết nhá. Tất cả đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm hết ạ. Và chỉ trong khung giờ vàng thôi ạ. Chỉ trong khung giờ vàng bắt đầu từ lúc 10 giờ đến 12 giờ thôi. Nên là các chị chia sẻ giúp em đi để nhiều người biết đến sản phẩm hơn nhá. Để mình nhiều người được mua sản phẩm hơn. Ví dụ như là với thiết kế này chẳng hạn, thì một cái áo sơ mi và một chân váy thì nó chỉ có giá là 89.000 một sản phẩm. Và tất nhiên là nếu như mà mình sẽ tặng cho người thân của mình, bạn bè của mình, hoặc là những cái người mà mình muốn tri ân nhân dịp 14 tháng 2 hoặc là mùng 8 tháng 3, thì đây là một trong những gợi ý mà rất là ổn ạ. Ok chị Anh Nguyễn gửi địa chỉ giúp bên em nhé. Chân váy dáng dài đi em. À đi chị. Ok. Bọn em lựa chân váy dáng dài nhá. Lựa chân váy dáng dài để mình thay đi em. Mặc cho tớ áo sơ mi hồng. À, chị Anh Nguyễn đợi bên em một chút ạ. Hiện tại là bên em đang lấy đồ nhá. Mấy cái áo sơ mi hồng mà em lấy xuống để phối luôn nhá. Thay đồ mặc nhanh lên để mặc nhiều đồ cho khách lựa được nhiều đồ hơn. Nhanh quá. À, ok ạ, à, chỉ còn một tiếng nữa thôi nên là em sẽ tranh thủ rất là nhanh. À, buổi ngày hôm nay thì em sẽ để các bạn nhân viên gọi là làm việc hết công suất luôn ạ. À. Và đến buổi trưa thì chắc là sẽ mời các bạn ăn bún chả. Chả sữa. Ừ, chả sữa. Đây cái thiết kế này là chị thấy hơi giống cái quần đấy. Như cái quần thì nó đắp đến đây đúng không? Cái nó đắp đến đây, còn cái váy thì nó dài đến lúc nãy chị nhìn và chị bị nhầm. Đây ạ, à, đây là một trong những cái thiết kế mà em rất là thích nhá. Áo sơ mi trắng thì là nó khá là cơ bản ạ. Như vào áo sơ mi trắng cổ chui nhá các chị. Có váy liền không xốp. Chị ơi có nhiều váy liền lắm, bọn em cứ thay nhau lần lượt ấy. Cứ hết áo sơ mi chân váy rồi bọn em lại chuyển sang váy liền ạ, nhiều váy liền lắm chị. Mà váy liền của bên em hiện tại là trong khung giờ vàng đang sale thì nó chỉ còn giá tầm khoảng 280 đến 350 trở về thôi một sản phẩm. Và em khẳng định là nhìn sản phẩm thì với cái mức giá đấy thì mình sẽ phải mua ngay ạ. Muốn xem chân váy rõ hơn đúng không ạ? Em lại gần đấy cho chị xem chân váy. Chị ơi cái đường này này, nó là giống như là cái gì của mình nhở? Cái khóa ấy. Một bên của cái khóa ấy chị, nó là cái khóa đồng đấy. Thì nhìn mặc lên nó khá là sang chị nhá. À, chất liệu vải của nó thì hơi giãn một chút. Hơi giãn một chút ạ. Nên này, em không thấy nó quá giãn đâu, nó chỉ hơi giãn một chút thôi. Nên là ví dụ như là đây này chị này, chị nhìn thấy không? Ừ, cái này đấy. Đây này, nó hơi co giãn một chút này. Tớ lấy zip xanh bạn đang mặc nói. váy giống em đúng không chị? Ok chị ạ. Đây nhá chị nhá, với cái váy này này thì nó cũng chỉ dài đến phần đầu gối của mình thôi, dài đúng đến đầu gối của mình nhá. Và cái không, chị nghĩ là do em mặc hơi thấp đi chứ, đúng không? Không phải mặc lên cao không? Mặc lên cao thì nó kéo đến tận eo. Ừ, không chỉ mặc đến thế thôi đúng không?
Đây thì đây là một trong những cái một trong những cái bộ rất là cơ bản ạ. Một trong những bộ rất là cơ bản. Thì hiện tại là bạn nhân viên bên em, à chị cho bỏ ra cho chị xem cái ống tay áo đã nó. Đây chị nhá. Cái ống tay áo của nó này là nó đến phần bụng tay của mình này chị này, nó qua đầu gối à qua cái khử tay nhá, qua khử tay của mình tầm khoảng 10 phân, qua khử tay của mình tầm 10 phân nhá chị nhá. Đấy, áo nó khá là nhẹ nhàng ạ. Nói chung là áo trắng thì khá là nhẹ nhàng, và chiếc váy thì nó chỉ cách điệu ở cái vùng hai bên của mình bằng những cái đường chạy của khuy đồng thôi. Chạy xuống tận phần hông luôn. Thiết kế nó hơi co giãn một chút nhá. Và hiện tại thì bạn nhân viên đang kết hợp với lại một chiếc áo vest ở bên ngoài ạ. Chiếc áo vest này thì bên em cũng sale. Sau khi sale 50% thì nó cũng còn tầm khoảng 400 ạ. Còn tầm 400 nhá các chị nhá. Xong rồi em thay cho chị mấy cái chân mày dáng dài nhé. Chưa muốn tạm biệt màn hình thì sao ạ? Thì mình cứ đứng đấy thôi. Tranh thủ lúc Hương đang thay đồ. Sắp màu cái này của cái này. Đấy là do điện thoại ấy. Do điện thoại nên là cái màu sắc nó không phải cái ai đây chị? Điện thoại chị. Em được dùng cái điện thoại này. Điện thoại của Hương hay sao? Điện thoại của chị là chị để chế độ nhìn nó thật. Thật màn hình. Nhìn thật. Còn áo vest nào khác nữa không? Mặc tớ xem. Ok, em thử cái áo dáng áo vest khác đi. Thử từng vét một cho các chị xem. Trong khung giờ vàng ạ, tất cả áo sơ mi và chân váy của bên em thì đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm. Còn những cái sản phẩm khác thì đều được sale từ 40 đến 50% ạ. Và ví dụ như là với những chiếc đầm liền thì nó dao động giá tầm khoảng độ 280 đến 350 một sản phẩm. Còn lại những cái chiếc vest như thế này thì nó sẽ còn tầm khoảng 400.000 ạ. Thì cái vest này nó không hợp với bộ này đâu. Đúng rồi, mặc cái bộ này, mặc vest này thì nó bị chìm. Nhưng em cứ thử thôi, em cứ thử để cho các chị xem. Chị nghĩ là mặc màu hồng ấy. Mặc màu hồng nó sẽ rõ cái thiết kế hơn. Ok. Cho chị mượn. Cảm ơn em. Đây là một cái dáng vest khác chị nhá. Vest hồng ạ. Vâng đúng rồi, đây là dáng vest hồng chị nhá. Dáng vest này thì nó rất là trẻ trung. Nó là dáng vest suông. Nó không hề có một đường chiết nào ở bên hông hết ạ. Nó là dáng vest rất là dễ suông, rất là dễ mặc, rất là dễ phối ạ. Và nếu như ai mà điệu đà một chút thì cái dáng váy cái lựa chọn màu hồng thì nó cũng khá là ổn. Còn khi mà mình chọn cái dáng vest hồng vest cũng màu hồng cũng là dáng như này nhưng màu đen ấy ạ, thì em thấy là nó sẽ bị hơi cứng. Em thử luôn cho chị cái áo dáng này đi, nhưng mà chị sợ là cái dáng này thì mặc với cái chân váy đen nó không nổi lắm. Cái này mặc với lại sơ mi với lại quần âu. Thôi để tí nữa đi. Chứ bây giờ em mặc lên thì chị sợ dìm luôn cái áo vest luôn. Đây cho mọi người xem trước của cái này rất là đẹp. Nhìn ngoài đẹp. Chị ơi, vest hồng của bên em thì được sale 50% ấy. Cái này nó là 825.000 ạ. Được sale 20% thì nó còn tầm 410.000 chị ạ. 410.000 hoặc là 12.000 gì đấy. Ok. À, các chị ơi, đây là một trong những cái dáng váy khác nhá. Em thay đồ đi. Ok, đây là một trong những cái dáng váy khác ạ. Và với dáng váy này thì nó là một trong những cái dáng váy mà cái màu sắc cái màu này thì là một trong những cái màu rất là tôn da. Hôm nay Hương có trang điểm không? Không.
đánh son thôi đúng không, son trang điểm đúng không. Tại vì là cái màu này khi mà Hương mặc lên này chị thấy nó rất là nổi da của mình. Cái dáng váy này thì gọi là đuôi cá thì không đúng nhỉ, nhưng mà nó sẽ hơi vát ở phần đuôi của mình một chút. Và nó cắt cao qua cái vùng đầu gối. Thì nó tạo cái cảm giác là mình, đối với những người mà dáng thấp một chút ạ, Hương có chiều cao rất là hạn chế các chị nhá. Hương có chiều cao rất là hạn chế ạ. Nhưng mà khi mà mặc cái dáng váy này lên thì em thấy là nhìn bạn ấy vẫn rất là cao ráo và cái dáng người cũng rất là gọn. Và váy này thì nó có rất là nhiều cách để chúng ta cách điệu nhá. Ví dụ như là hiện tại có váy suông không chị? Có Hải Hồng ơi, có váy suông đấy. Cách điệu ở cái vùng nơ ạ. Cái nơ cổ này là hoàn toàn do bên nhân viên Xi Vision các bạn ấy tự sáng tạo ra thôi. Chúng ta có thể kết hợp vùng nơ ở trên cổ như vậy ạ. Nếu không thì chúng ta có thể kết hợp những cái khác. Em có thể bỏ xuống và em tắt cái nơ vùng eo ấy, chị thấy cũng rất là ổn. Suri ơi, mình muốn ship ra ngoại thành đúng không bạn? Rất là tiếc bởi vì là hôm nay là 25 Tết rồi ấy, nên là ở ngoại thành thì hiện tại là bên mình không ship nữa. Nếu mà không bạn có quen ai ở trong nội thành Hà Nội không thì bên mình ship đến đấy được, nhân viên bên mình sẽ chuyển ship đến đấy. Còn ở ngoại thành thì bây giờ hiện tại là ship của Viettel người ta không nhận nữa, nên là cửa hàng mình cũng không biết làm thế nào. Còn nếu mà bạn muốn giữ cái thiết kế cũng như là giữ cái mẫu nào á thì bạn có thể nhắn tin cho bên mình và chuyển khoản trước, thì ra Tết thì bên mình sẽ chuyển lại tiền cho bạn ạ. Có nhiều váy suông đấy hả Hải Nguyễn ạ, đợi một chút bạn nhé. Chân váy dài như này thì các bạn có thích không ạ? Và đây cũng là một trong những gợi ý ở phối đồ luôn. Bởi vì là thông thường thì khi mà chúng ta mặc ấy thì chúng ta thấy là có rất là nhiều người hay nói là mình mặc tông xì tông à? Tông xòe tông. Tức là khi mình mặc lên thì cả một bộ nó mà kết hợp được với nhau thì nó sẽ làm cho bộ trang phục nó lên một đẳng cấp khác. Thì với cái bộ trang phục này nhá, thì mình thấy là cái sự lựa chọn của các bạn design ở bên cửa hàng cũng khá là ổn. Bởi vì với thiết kế cái áo hoa hồng, áo này đúng là hoa hồng không em? Hoa này ạ. Ừ. Thôi mình cứ cho nó là hoa màu hồng đi. Còn hoa gì thì chị cũng không rõ lắm. Chị lại cười em. Em nhìn em không biết nó phải hoa hồng không ấy. Đúng không chị? Thôi ok, nó là hoa hồng và hoa nó cũng màu hồng luôn. Thì với thiết kế màu hoa hồng như này và cái chiếc váy màu nâu ấy thì nó là một trong những cái cách phối đồ mà khá là ổn nhá. Với áo sơ mi và chân váy thì vẫn đồng giá là 89.000. Chiếc váy này là chiếc váy chân bút chì ạ. Hơi dài qua vùng đầu gối của mình tầm 5 phân. Thôi ạ. Và chiếc váy hiện tại thì nó có một cái cách điệu, đó là tất cả vùng khuy nó chạy từ trên xuống dưới đến vùng cắt của mình ạ. Không, nó cũng phải xẻ đến 10 phân đấy. 15 phân, nó xẻ tầm 15 phân ạ. Nó xẻ tầm 15 phân. Thì với chiếc váy này khi mà chúng ta đi lại và di chuyển nhá, cũng khá là thoải mái ạ. Khi chúng ta đi lại thì di chuyển cũng khá là thoải mái. Em có thể xoay một vòng ấy. Xoay một vòng cho các bạn ấy nhìn trước đằng sau. Cảm ơn Thân nhá. Thấy ổn không em? Chị lấy cả set này. Ok chị ơi, chị chụp hình này giúp bên em nhá. Tại vì lúc mà chị chụp hình lại thì sau cái giờ livestream ấy thì là trong khung giờ vàng thì bên em vẫn giữ cái giá sản phẩm như vậy. Nhưng mà nếu mà chị nhắn tin ở trên này nhiều khi em sợ em không tổng hợp hết được ạ. Ừ, đấy chị chụp hình đi ạ. Con bé nó đói nên là nó cười không tươi nữa. Ok em. Ok. Đây ạ. Lúc nãy thì Hương mặc thiết kế này đúng không ạ? Và Hương thắt nơ vùng cổ. Nhưng hiện tại thì cái nơ nó chạy xuống vùng bụng rồi ạ. Và nó lại là một gợi ý tiếp theo. Nó lại là một gợi ý tiếp theo của cái việc là với chiếc váy, nhưng mà chúng ta với nhiều cái kiểu thắt nơ khác nhau thì chiếc váy đấy nó lại là một trong những cái kiểu mà nó lại hoàn toàn mới và hoàn toàn thay đổi. Thì chiếc váy mà Hương đang mặc hiện tại bây giờ
nó có bao nhiêu màu Hương? Nó vẫn có ba màu đúng không? Chị nhớ là tất cả cửa hàng mình, tất cả những sản phẩm thần phẩm nào cũng ba màu đấy. Em lại gần một chút để chị xem cái nơ. Liên ơi, sao mà Liên khéo tay thế? Sao Liên có nhiều kiểu thắt nơ thế? Ok chị nhá, đây này có rất là nhiều kiểu thắt nơ nhá. Thì các chị có thể sáng tạo thoải mái ạ. Các chị thích kiểu nơ nào thì các chị cứ sáng tạo lại giúp em nhá. Xem mình ưng cái kiểu nào thì các chị báo lại cho bên em biết ạ. Ngoài kiểu này ra mình có thể làm kiểu nào khác không chị, xem thử nhá. Em là rất là vụng trong cái phần mà thắt nơ đấy, rất vụng luôn. Cái kiểu thắt hôm trước là bỏ vào đây thôi đúng không? Bỏ vào đây thôi và giữ à? Hay là như nào? Ừ, đã bảo là không khéo tay trong phần này mà. Ok ạ, em không khéo tay lắm ạ. Em nghĩ là để như này nhưng em thấy là đúng là không khéo tay thì cũng không làm được thật. Chắc là những riêng chị là chị nhắn tin trên này thôi nhé. Chị không chụp màn hình được. Nhớ cho chị một áo blazer này. Ok, một áo blazer này, một áo bánh bèo này, size S này. Ok chị Trinh Nguyễn ạ. Tùng ơi, Tùng ghi lại chị Trinh Nguyễn hộ chị nhá. Ok, Liên Liên ghi hộ chị này. Chị Trinh Nguyễn, chị lấy một blazer màu màu đỏ cộng với một cái áo sơ mi bánh bèo mà lúc nãy em mặc ấy. Áo hồng à? Ừ, tí nữa em xem lại, em ghi riêng cho chị Trinh Nguyễn nhá. Ok, cảm ơn em. Thay luôn em ơi, thay đồ luôn đi nhanh đi. Các chị ơi, đây là một mã sản phẩm tiếp theo ạ. Quần thì bên em vẫn giữ nguyên giá nhá. Bên em không sale, quần thì bên em không sale ạ. Vẫn giữ nguyên giá. Quần thì chị cho chị xem giá là bao nhiêu là cái chị nhờ. Quần hiện tại nó là 445.000 nhá. Quần thì bên em không sale các chị ạ. Chỉ có áo sơ mi là bên em sale thôi. Áo sơ mi thì bên em sale còn giá là 89.000 một sản phẩm nhá. Với thiết kế sơ mi này ạ thì nó còn 89.000 một sản phẩm ạ. Chị nghĩ là em đứng xa xa một tí thì các chị mới có nhìn thấy được dáng quần. Chất co giãn không em? Chỉ co giãn. Thoải mái đúng không? Cái này mà mặc cái áo vest ổn không? Áo vest lúc nãy, bộ này ấy. Áo vest thắt nơ ấy. Quần đen. Quần đen đúng không? Quần này chị thấy là nó hơi đánh nhau. Đây là một thiết kế tiếp theo của Civision các chị nhá. Với thiết kế này thì nó có cách điệu ở vùng cổ của mình thì nó có hai cái viên ngọc trai ở vùng cổ và nó có cắt hình giọt nước ở vùng cổ. Còn lại thì là nó cái hai cái đường chiết của nó ấy ạ. Hai đường chiết ở chạy từ phần eo của mình chạy xuống này thì nó làm cho vùng bụng của mình nó được che khuyết điểm rất là tốt. Và những cái thiết kế này thì hiện tại là bên em đang có 3 màu và màu hồng là một trong những cái màu mà rất là dễ phối. Chúng ta cũng rất là dễ để chúng ta sử dụng vào trong nhiều dịp. Riêng bản thân em thì có thể là do em thích màu trắng ạ. Bởi vì khi mình mặc màu trắng lên thì mình thấy mình rất là nữ tính, rất là điệu đà. Đồng thời khi mà mình mặc màu trắng lên ấy thì nó cảm thấy là mình rất là sang trọng, sang chảnh.
nói chung là như vậy. Thì màu trắng là một trong những màu mà khi mà khách hàng đến cửa hàng bên em thì em tư vấn rất là nhiều. Và với những người mà da nó không quá đen ấy thì khách hàng lựa chọn màu trắng là một trong những khách hàng lựa chọn mặc lên thì mình thấy cũng rất là ổn. Màu này thì đang có, hiện tại thì mẫu mã này đang có 3 màu ạ. Màu nâu, màu trắng và màu hồng ạ. Và thiết kế trước khi sale đang để giá là, cho chị nhìn, đang để giá là 585.000 nhá. Đang để giá này là 585.000 ạ. Và sau khi sale xong thì nó chỉ còn chưa đầy 300.000, 280, 290 gì đấy một sản phẩm thôi ạ. Sản phẩm nó chỉ còn 280, 290 một sản phẩm thôi. Hương ơi, Hương mặc cho chị mấy cái váy suông được không? Ừ. Em xem có váy suông hoặc váy xòe gì không? Váy này có lót bên trong không? Chị ơi, váy này có ạ. Cho chị cái váy trắng đi, chị thích váy trắng. Chị ơi, váy này có lót bên trong chị nhá. Tất cả váy của Civision thì đều có lót bên trong hết chị ạ. Đây để em cho chị xem cái lót bên trong của cái váy trắng này nhá. Đây chị này, váy bao giờ nó cũng có hai lớp ạ. Và bao giờ nó cũng có lớp lót bên trong. Kể cả lớp lót bên trong thì đường may của bên em rất là cẩn thận chị này. Đừng... bên em cẩn thận từng đường may của lớp lót luôn ấy. Đây chị thấy không, đường may rất là thẳng thắn nhá, rất là cẩn thận. Và váy nào ở bên em thì cũng có hai lớp hết ạ. Chị Mai Anh Nguyễn nhá. Đây nó có cái khuy cách điệu ở vùng cổ của mình đấy chị này, và cái hình giọt nước ở bên phía bên hông. Váy của Civision, tất cả những cái thiết kế của Civision ấy, từ áo sơ mi đến chân váy, tất cả các thiết kế thì nó đều rất là kín đáo. Và nó hiểu được cái tâm trạng người phụ nữ ấy, là mình muốn là được những mặc những sản phẩm mà nó kín đáo nhưng mà nó vẫn tạo cái sự trẻ trung nhẹ nhàng dành cho người mặc. Đặc biệt là nó che được rất là nhiều khuyết điểm ạ. Ok em, các bạn ấy vẫn đang tiếp tục thay những cái mã chân váy dáng dài, vẫn đang còn nhá. À, đây là một trong những cái dáng váy suông ạ. Chị Hải Nguyễn ơi, đây là dáng váy suông nhá. Dáng váy suông của Civision thì không nhiều lắm. Không nhiều dáng váy suông lắm ạ, chủ yếu là dáng váy mà nó có cắt eo để nó che được vùng bụng. Còn dáng váy suông nếu mà mình có vùng bụng một chút ấy, mà mình mặc dáng váy suông thì mình cảm giác là nó hơi giống như kiểu váy bầu ấy. Thì những cái thiết kế của Civision thì nó có cắt ở phần eo, nhưng mà nó thiết kế làm sao để mình không bị lộ bụng ạ. Hương thay cho chị mấy cái váy ren ấy. Chị thấy em mặc váy ren này. Trong lúc các bạn nhân viên đang thay đồ thì em xin phép được chia sẻ một chút ạ.
Hiện tại thì trong khung giờ vàng của bên em thì nó cũng không còn nhiều nữa. Mình chỉ còn 20-30 phút nữa thôi để mà các bạn ấy thay rất là nhiều các mã sản phẩm để cho các chị lựa chọn. Thì bên em trước khi mà kết thúc khung giờ vàng, trước khi 12 giờ ấy ạ, thì bên em cũng muốn là gửi lời cảm ơn đến tất cả các cái chị đã ủng hộ cho C-Vision trong thời gian qua. Và trong thời gian qua thì bên em mặc dù biết là có rất là nhiều khách hàng đặt đơn, nhưng mà bên em có sót một vài đơn hàng, thì bên em cũng gửi lời xin lỗi luôn. Bởi vì là thực sự là có quá nhiều đơn hàng, nên là một trong những thiếu sót thì là thiếu sót bên em không mong muốn, thì bên em cũng gửi lời xin lỗi. Bên em sẽ hoàn thiện hơn và cũng chỉnh chu hơn trong tất cả những cái đơn hàng để không bỏ sót bất cứ một đơn hàng nào. Thì C-Vision cũng còn chân váy dài không chị? Còn nhiều chứ, còn nhiều chân váy dài lắm. Hay là không thay đồ nữa mà mang xuống để cho mọi người xem? Tại vì nếu mà không thay đồ thì sợ mình mặc lên mình không nhận, mình không biết được ấy. Nên là mình muốn là các bạn nhân viên trong cửa hàng thay đồ. Còn nếu mà không thì mình mang các cái thiết kế từng mã sản phẩm xuống, mình rơi cho mọi người xem thôi, thì mình sẽ xem được nhiều mã sản phẩm hơn. Thì các chị chia sẻ giúp cho bên em nhá. Chia sẻ bởi vì là hôm nay là 25 Tết rồi, mà ra Tết là bên em không làm chương trình này nữa. Có thể có những chương trình ưu đãi khác ạ, ví dụ như là sale 20-30% hoặc là như thế nào đó trong những chương trình khác. Tuy nhiên thì mà để mà mua những sản phẩm với mức giá mà nó rất là ưu đãi như này thì chắc chắn là không còn nữa. Bởi vì cuối năm rồi ạ, ra năm mới thì sẽ không có những chương trình đấy, hoặc là mình sẽ đợi đến cuối năm sau cơ, hoặc là vào một cái dịp gì đấy, ví dụ như là 20 tháng 10 chẳng hạn, thì nó quá lâu. Ok chị. Chị nghĩ là như thế này này, lấy cho chị mấy mã sản phẩm xuống để cho khách hàng xem, chứ chị sợ bọn em thay nhiều em cũng mệt đấy, mình cũng không kịp ấy. Thì trong lúc bọn em thay thì vẫn cứ thay, còn trong lúc mà chị dơ mã sản phẩm lên cho khách hàng chọn nhá. Ok, chị đợi bên em một chút nhá, thì các bạn ấy đang tiếp tục thay ạ. Em lấy váy chị đằng sau mặc, chị đằng sau đang mặc hai cái váy có ren ở phía trước size M chị nhé. Chị đang xong mặc là chị nào? Hay là em đúng không? Anh có phải váy này không? Thủy Tạ ơi, có phải là váy này không Thủy Tạ ơi? Em lấy cái váy chị đằng sau đang mặc. Hai cái váy. Chắc cái này nhớ. Không chị ạ, không phải ạ chị. Chân váy có ren đằng trước đúng không bạn? Chân váy có ren đằng trước đúng không? Váy trắng Hương đang mặc thì Hương xem cho chị giá đi nhá. Chốt giá cho chị đi để chị biết, để chị báo với bạn. Chân váy và áo sơ mi ạ, đồng giá là 89.000 một sản phẩm nhá. Còn riêng quần thì bên em không sale nhá. Riêng quần thì bên em không sale ạ. Ok. Hải Nguyễn ơi, bạn muốn hỏi những cái chân váy như này đúng không? Chân váy đắp ren như này đúng không? Chân váy đắp ren dáng Gucci này. Ren nhá, mình nhìn kỹ ren ở phía trước này. Đây ạ, chân váy đắp ren đây ạ, dáng Gucci nhá. Em thay luôn cho chị cái váy này đi, cho bạn ấy nhìn. Nó có 3 màu chị nhá. Màu đen này, bạn nhân viên hiện tại là đang thay này. Một màu nữa là màu ghi à? Ồ, không phải à? Đây nhá, một màu nữa là màu ghi này. Thân ơi, thân xem sản phẩm này xem thân thấy ok không nhá. Và một cái là màu nâu. Em hỏi váy liền chia bụng ạ. Váy liền chia bụng ạ. Hải Nguyễn ơi, Hải Nguyễn một chút nữa thì Hải Nguyễn chụp hình lại giúp mình được không?
Hải Nguyễn chụp hình lại giúp mình nhá. Tại vì chị sợ là kiểu thay nhiều quá, chị bây giờ chị không nhớ được sản phẩm nào ấy. Hiện tại là chiếc váy mà Hương đang mặc là đang có hai màu, màu trắng và màu đen ạ. Đang có hai màu nhá, màu trắng và màu đen. Chiếc váy thì nó cái chất liệu ren thì khá là ổn các bạn nhé. Chất liệu ren của nó khá là ổn luôn. Ren thì màu trắng thì nhìn rõ ren hơn, màu đen thì hơi khó nhìn ren đúng không? Váy này thì hiện tại là đang được sale 50% nhá. Và giá của nó trước khi sale là 595.000. Thì nó còn tầm 300.000 một cái váy này bạn ạ. Còn tầm 300.000. Và nó đang có hai màu cho mình, cho chúng mình lựa chọn này. Chúng ta có thể chọn màu trắng hoặc là màu đen. Lớp lót bên trong dày dặn nha các bạn nhé. Các bạn không lo đâu, lớp chót lót bên trong rất là dày dặn. Hiện tại thì size của bên mình đang có 3 size bạn nhé. Size S, size M và size L. Thì size S thì như mình tầm khoảng độ 46-47kg trở xuống. Bốn bảy bốn tám kg mặc được đấy. Còn tầm 48kg trở lên thì mình mặc tầm size M đi, 48-53 mặc size M, và trên 53 thì mình mặc size L nhá. Nhưng mà dưới 60kg này bạn, đây nhá các bạn nhá, cái chân váy Gucci mà hiện tại là bạn nhân viên của bên mình đang mặc này, thì cái dáng của nó rất là điệu, dáng của nó rất là điệu, và nó có đắp ren ở phía trước này. Khi mà mình mặc lên thì cái dáng này nó thực sự là rất là sang luôn ấy. Nhưng mà chân váy Gucci những cái dáng như này thì chỉ dành cho những bạn có chiều cao thôi. Ít nhất là các bạn cao từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên và có dáng rong ròng một chút thì mặc chiếc váy này nó rất là điệu. Hoặc và sau đó thì chúng ta đi những chiếc giày cao một chút thì nhìn nó sẽ tôn dáng. Còn nếu mà không thì mình sẽ bị chìm ấy, sẽ cảm giác là chân mình bị dài, bị ngắn hơn là lưng. Thì chân váy này nhá, cũng đều đồng giá là 89.000 một sản phẩm ạ. Chân váy cũng đồng giá là 89.000 một sản phẩm. Nơ mới à. Ok, đây là một kiểu thắt nơ mới nha các chị nhá. Nói chung là của CVision thì hầu hết là rất là nhiều áo thắt nơ, nên là các chị có thể cách điệu những cái vùng thắt nơ riêng ạ. Cho em lấy cái áo này nhé. Hải Nguyễn ơi, ok bạn nhá. Bạn gửi tin nhắn lại cho bên mình đi. Bạn gửi tin nhắn lại cho bên mình đi, sau đó mình sẽ chốt đơn nhá. Và bạn lấy size nào thì bạn cũng báo lại để bên mình biết nhá. Bốn mươi lăm kg, 45kg thì bạn mặc sẽ 45kg mặc sẽ lấy cho chị mấy cái áo sơ mi ở trên kia nữa. Bà em chắc là không kịp thay đồ đâu, bà em chạy lấy cho chị mấy cái áo sơ mi đi. Các chị thích những cái áo sơ mi màu như nào ạ? Màu trắng hay là áo sơ mi hoa hay là áo sơ mi một màu ạ? Màu tối hay là màu sáng ạ? Và những chân váy nữa các chị cho em biết đi ạ. Thì sau đấy thì bên em sẽ các bạn ấy chuyển đồ xuống thì em sẽ giới thiệu trước ạ. Em lấy chân váy đen chị ơi. Thủy Tạ ơi, Thủy Tạ lấy chân váy đen, nhưng mà chân váy đen là đắp ren hay là không có ren em? Chân váy đen mà bạn nhân viên vừa mặc đúng không? Có ren như này đúng không? Có phải chân váy đen giống như thế không em?
có phải chân váy đen giống như này không? Ok Thủy Tạ nhá, em chọn size cho chị nhá, em chọn size đi, chị chuẩn bị chị cho các bạn ấy xem một vài mẫu là chị phải dừng chương trình lại rồi để chốt đơn rồi. Đứng hỗ trợ chị để chị gửi cho các bạn xem này. Mình sẽ chỉ tranh thủ tầm 5 phút nữa thôi nhá các bạn nhá, tại vì sắp hết khung giờ vàng rồi để mình còn chốt đơn nữa. Nên là mình sẽ gửi áo một cách cho các bạn xem các mã áo một cách rất là nhanh nhá. Đây là một mã áo sơ mi trắng này. Mã áo sơ mi trắng này mặc rất là dễ nhá. Và nó là tay lửng ạ. Tay lửng nhá. Đều áo sơ mi và chân váy đều đồng giá là 89.000 hết nhá. Nên là các bạn chốt sản phẩm nào là mình chỉ để 10 giây thôi, sau đó là các bạn nhà mình chụp hình lại giúp mình luôn. Đây nhá, áo sơ mi này. Áo sơ mi này là có hai màu nhá, màu trắng này và sơ mi màu hồng nhá. Màu trắng màu hồng đều rất là dễ mặc này. Ví dụ như hôm nay là mình không trang điểm đâu, mình chỉ đánh cái son vào thôi. Thì là áo sơ mi hồng nhá. Đây, áo sơ mi hồng này. Và áo trắng này. Đây, các bạn chọn mã sản phẩm nào thì các bạn chụp hình lấy luôn lại giúp mình nhá. Mình chuẩn bị mình qua sản phẩm luôn các bạn nhá. Chị ạ, chị sang gương đi. Áo sơ mi trắng em mặc có bị béo không? Không không, áo sơ mi trắng thì mặc không bị béo đâu. Nó do em chọn size thôi. Đây này, chị béo mà, chị có gầy đâu. Bụng cả là bụng như này mặc. Nhưng mà chị mặc áo sơ mi, mỗi mặc áo sơ mi là đẹp thôi. Đây nhá, một thiết kế khác này. Thiết kế này thì nhìn hơi quê. Nhìn nó hơi quê một chút, nói thật. Nhưng mà khi mà mình mặc lên thì nó hợp với những bạn nào mà thích nhẹ nhàng ấy. Mặc những cái áo kiểu nhẹ nhàng như này nhá. Đây. Thì nó có hai màu này. Màu trắng là màu cơ bản nhất. Màu trắng này, màu xanh này. Và màu ghi đá. Hiện tại ở đây chị đang cầm hai màu nhá. Thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn chốt luôn cho chị này. Về chất liệu vải thì các bạn cứ yên tâm nhá. Ở phía sau nó có hơi, nó có cắt ở phần phía sau để cho chúng ta chui cổ vào cho nó dễ này. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, là nếu như mà với bất cứ một cái chất liệu ấy. Ok thì đã. Lưu ý giúp mình là tất cả những cái thiết kế của Citizen ấy thì về chất liệu vải các bạn không phải suy nghĩ nhá. Bên mình là đang sale trong khung giờ vàng thôi, chứ còn không phải vì sản phẩm nó có vấn đề hay là vì phải bán cho hết sản phẩm đi đâu. Nên là về chất lượng thì các bạn hoàn toàn yên tâm về đường chỉ hay là về cái thiết kế mẫu nhá. Vải của nó cũng rất là ok. Cái thiết kế này mặc thì điệu này, thiết kế này mặc thì rất là ổn. Chị gửi thanh lý, gửi gửi thím ly cho em nhé. Ok, tí nữa em gửi lại điện thoại cho chị nhá, để chị gọi lại cho em. Chị đang không hình dung ra. Đây, áo trắng nhá. Áo trắng này là một trong những cái áo trắng mà chị nghĩ là mọi người mặc vào thì nó sẽ rất là ổn này. Áo trắng này mặc ổn lắm. Mặc áo trắng này xong rất là điệu ấy, nếu mà đóng thùng nhá, điệu lắm. Ok Thủy Tạ. Đây, áo trắng đóng thùng này, tay dài nhá, cả nhà ơi mình ơi, đây là tay dài này. Dáng tay của nó là dáng tay dài này. Đây, nhìn ở đây thì mình rõ hơn cái đường khuy của nó đúng không? Rõ hơn đường khuy này. Chị đi không là nó bị bẩn áo đấy. Đây, ok. Đây nhá, các bạn ưng sản phẩm nào các bạn chụp hình luôn giúp mình nhá. Chị ơi, em muốn lấy mấy cái chân váy mà gọi shop không
được ạ. Suri ơi, bạn cứ chốt sản phẩm đi. Tức là bạn muốn lấy cái nào thì bạn chụp hình lại, bạn gửi cho mình trong khung giờ đấy, thì bên mình sẽ chốt đơn cho bạn. Và sau giờ đấy thì bên mình sẽ gọi điện thoại lại nhá. Suri cho bên mình số điện thoại đi, sau giờ đấy bên mình chủ động gọi lại cho bạn. Tại bây giờ đang có nhiều khách á, thì các bạn ấy không nghe máy được ấy. Đây nhá, áo sơ mi này. Áo sơ mi này với màu này nhá, những người nào mà hơi tròn tròn người một tí, hơi mập mập một tí ấy, mặc rất đẹp luôn. Mặc nổi lắm. Đây này, như mình đang mặc đây này. Đây, và mình đóng thùng nhá, mặc điệu lắm. Mình có hai màu nhá. Mình có hai màu để mình lựa chọn này. Mình có hai màu để lựa chọn. Ok, ok. Không, cái này chị chưa giới thiệu. Tiếp. Tiếp một mã áo trắng nữa này. Mã áo trắng này là hơi mỏng nhá. Chị nhìn bên ngoài là chị thấy mỏng đấy, mình thấy mỏng đấy mọi người ơi. Nên là nếu mà ai mà ngại mặc áo trắng mỏng thì mọi người đừng chọn cái này nhá. Nhưng mà nếu mà ai thích sexy thì nó sẽ là ổn. Áo sơ mi và chân váy thì đồng giá 89.000 và chỉ có mấy phút nữa thôi, nên là mình dơ nhanh sản phẩm thì ai ok ạ. Có chân váy đuôi cá đấy, các bạn ấy đang lấy xuống. Ôi dồi ôi, có kịp không? Đây nhá, chân váy đuôi cá đây nhá. Đây, chân váy đuôi cá này, chị dơ xa cho mọi người nhìn này. Chân váy đuôi cá đây nhá. Vẫn là 89.000 ạ. Mọi người ưng thì mọi người chụp hình lại giúp mình luôn nhá. Sợ không kịp khung giờ mọi người. Đây này, chị dơ lại áo sơ mi trắng này. Và nhắc lại là cái chất liệu này hơi mỏng một chút. Hơi mỏng. Nên là nếu mà ai mà thích sexy ấy thì mặc thì ổn. Còn nếu mà size M ok em. Nếu mà không ấy thì không nên nhá. Tại vì nó sẽ hơi lộ đấy. Nó có những màu khác nhá. Màu này này. Màu này hơi thấm nhỉ. Màu này đẹp này cả nhà ơi. Màu này đẹp. Hôm nay trời ơi. Hiện tại là phải dừng khung giờ rồi ấy, nhưng mà em đang cố nốt đây. Mọi người xem chụp hình nhanh hộ em nhá. Mọi người xem chụp hình hộ em ạ. Mấy giờ rồi? 43 rồi. Đây nhá, cả nhà chụp hình hộ em này, cái màu đỏ gạch này em thấy thích lắm này. Màu này mặc nổi lắm, màu này thì hơi thắm. Chân váy đi chị ơi. Thân ơi, lúc nãy chị dơ mấy cái chân váy, Thân có nhìn thấy không? Mấy cái chân váy chị dơ ấy, Thân có nhìn thấy không? Đây nhá, chân váy dáng dài này. Chân váy đuôi cá này. Từ từ em chỉ hết tay để cầm rồi. Đây, chân váy dáng dài nhá. Nó có 3 màu này. Màu này, màu nâu này, và màu đen nữa. Đều đắp ren như này nhá. Đều đắp ren như này hết. Và chân váy đuôi cá này. Và đuôi cá thì có một màu thôi đúng không? Một màu đen thôi. Và đuôi cá thì nó hơi xẻ ở phần này. Nó có cái xẻ đâu rồi. Ở đây là phía sau đúng không? Ở đây, phía trước đây nhá cả nhà nhá. Đây, như này thì nó xẻ ở đây. Đây, nó hơi xẻ như này này. Đây ạ. Em đang phải khẩn trương lắm để cho cả nhà mình chụp được hình, với lại ưng cái nào thì gửi luôn, không lại hết giờ mất. Biết thế chả bảo các bạn ấy thay đồ nữa nhờ. Khổ thân, vừa thay đồ vừa mệt mà lại các chị lại không xem được mã. Đây nhá các chị nhá. Dáng chân váy này ôm và nó gần giống như cái dáng váy em đang mặc ạ. Gần giống như dáng váy em đang mặc, nhưng mà cái dáng váy này thì nó có túi thôi nhá. Nó có túi ạ. Dáng váy em mặc thì nó không có túi các chị nhá. Vẫn là 89.000 một sản phẩm ạ. Đây ạ. Và 89.000 một sản phẩm, nhưng mà váy thì rất là cẩn thận này, nó sẽ vẫn có hai lớp lót này. Và đường may ạ, chị nhìn hộ các chị nhìn giúp em cái đường may nhá. Là nó rất là đều đặn này. Nó rất là đều đặn, rất là cẩn thận ạ. Sơ mi tiếp nhá. Cho chị hết cái sơ mi lụa đi. Ừ, đây kiểu một kiểu giống nhau đúng không? Áo chị đang mặc có bán không? Có chứ, chị đang mặc áo của cửa hàng mà. Đây.
Chị đang cầm kìa. Chị đang mặc áo của cửa hàng ấy chứ. Trời ơi. Ừ. Bị xấu rồi, phải chỉnh lại thôi. Hết giờ rồi em vẫn phải đẹp. Tại vì bạn cửa hàng trưởng của bạn ấy trang điểm cho tóc của em xong rồi bây giờ nó đang tùm lum hết cả đây rồi. Đỡ xấu chưa ạ? Xấu quá không lên hình được. Các chị ơi, đây nhá, áo sơ mi này, hai cái này thì là chất liệu vải khác nhau nhá. Cái này bằng lụa này, giống em đang mặc ấy. Giống cái em đang mặc đây là chất liệu bằng lụa nhá. Thì cái dáng này nó khác chứ, cái của chị nó là cổ khuy mà. Cái này thì nó là cổ chui nhá chị nhá. Cái này nó là cổ chui này. Cái này là cổ chui ạ. Và mình sẽ mở khuy ra để mình chui. Đây ạ, mình sẽ mở cái vùng khuy này ra mình chui. Và nó có thắt được cái vùng cổ của mình nhá. Nó có thắt nơ, thắt cái khuy này ở vùng cổ của mình này. Thì hiện tại là nó đang có hai màu sắc ạ. Đây ạ, cái hoa chấm đấy các chị nhìn kỹ không ạ? Đây ạ. Đây ạ. Nếu mà mùa hè thì em nghĩ là với cái này thì nó có bị khó chịu không nhỉ? Sợ bị khó chịu không? Cổ này thì mùa hè thì mình không thích thì mình tháo một hai khuy ra còn được chứ nhỉ? Cái cổ này mà tháo ra thì nó bị mất dáng lắm. Cái này chắc là mùa thu nó không bị khó chịu đúng không? Nó không bị khó chịu đúng không? Ok. Đây nhá các chị nhá. Mình có hai màu này. Ok. Xong mình chuyển luôn sang cái khác nào. Cái này là cái giống cái dáng giống em đang mặc nhá các chị nhá. Giống hệt em đang mặc đây ạ. Nó là dáng tay dài này. Nó là có còn bao nhiêu mã sản phẩm lấy hết xuống đây cho chị đi. Bà đứa nào nó chạy đi em đừng chạy nữa. Em đứng đây cho chị thôi. Bà đứa nào nó chạy đi chạy lại nhiều. Chị cho em cái áo cổ giống chị đang mặc size S đi ạ. Ok, chốt đơn cho chị nhá. Gửi chụp hình lại cho chị. Cái giống như này đúng không? Nó là cái này đấy. Nó là cái này đây này. Đây chị để lại gần cho mọi người nhìn nhá. Để lại gần cho mọi người nhìn này. Mình cũng nhắc lại là ví dụ như ai mà sợ cảm giác là bị hở, mặc dù cái khoảng cách của khuy nó rất là ngắn, nhưng mà nếu mà ai mà sợ hở ở cái vùng một của mình ấy, thì mọi người nhớ là đính cho mình một cái khuy. Và nếu mọi người cần khuy thì cứ gửi tin nhắn cho bên em nhá. Bên em gửi khuy luôn cùng với áo nhá. Không phải ngại đâu. Đây nhá, mình có áo sơ mi này. Cùng một kiểu dáng nhưng nó sẽ có nhiều màu nhá. Em sẽ dơ nhanh này. Một này. Hai ạ. Cũng là dáng đấy nhá. Em mặc cái như chị mặc. Ok. Cái này chị mặc không bị già đúng không? Chị thấy màu này ổn đấy. Dễ mặc. Màu này cũng ổn này. Nhưng mà màu này chị thấy không đẹp bằng cái đấy chị đang mặc. Đây. Màu này nhá. Và một cái này là cái mà chị cũng rất là thích này. Với những người mà tròn tròn người ấy, đặc biệt là cái vòng một của mình nó bị to ấy, thì mặc cái này ổn lắm. Đây. Mặc ổn và màu sắc của nó nhìn nó sang, nó không sợ bị đen đâu. Nhìn nó sang ấy. Đây. Đây nhá. Ưng cái mã nào thì mọi người chụp lại luôn giúp em nhá. Size M 45 cân, mặc vừa phải không chị? Chị 47 cân đấy. Chị 47 cân là chị đang mặc size em. Áo này là chị đang mặc size L đúng không? À, size M đúng không? Size M. Áo này chị 47 cân, chị đang mặc size M nhá. Chị dơ lại màu nãy đi em chụp ảnh. Dơ mẫu gì thân ơi? Mẫu gì thì chị mới biết được chứ. Đây nhá, đây là cái áo khuy cổ tròn này cho cái áo màu sáng nhìn cho dễ. Kiểu nó sẽ như nhau nhá. Đây, cái này là một áo sơ mi à? Cái chị đang mặc trên người này hả em? Hay là kiểu nào? Thôi giơ lại mấy cái mẫu đấy nhá, chụp hình nhanh hộ chị nhá. Một này. Bao nhiêu thế chị? Em ơi, áo sơ mi và chân váy thì đều đồng giá là 89.000 nhá. Áo sơ mi và chân váy đồng giá 89.000 em ạ. Nhanh không hết giờ vàng mất rồi. Đây nhá, một này. Chị để 5 giây nhá. Rồi chuyển sang cái kiểu khác luôn. Đây. Hai này.
hết 5 giây. Hết 5 giây mới rồi. Đây, tiếp nào. Cái này là giống hệt cái chị đang mặc này, giống hệt luôn. Ok, có gì chụp ảnh luôn. Ừ, có gì chụp ảnh chị đi. Đây, một cái nữa này. Để ý cái kiểu cổ của chị nhá. Xa xa cả áo đi chị. Xa xa à? Ừ, xa xa đi. Đây nhá. Đây. Cái này nhá, cái này này nó lại có màu với cái này nữa. Hai cái này màu giống à, kiểu giống nhau nhá. Đây này, cái này là có thẻ ở vùng này một tí nhá mọi người ơi. Dạ vâng chị ơi, em lần sau bên em rút kinh nghiệm nhá. Em là bị kiểu vội quá, đâm ra là bị chủ quan đấy. Nghĩ là các bạn ấy thay kịp nhưng mà thay không kịp. Cái áo đen chị ăn cầm trên tay à? Ừ, cái này. Cái này nhá. Cái này nó giống như cái áo chị mặc đấy. Nó chỉ khác nhau về màu thôi. Nó khác màu thì nó khác quy luôn thôi. Nó giống nhau em. Đây nhá, một kiểu tiếp này. Một kiểu này là nó là kiểu cổ tròn nhá. Kiểu cổ này thì em thấy mặc dễ lắm. Cổ thuyền à? Thuyền nó cũng chả hẳn là thuyền. Tại vì thuyền nó phải ngang ngang ra nhỉ. Thuyền này là thuyền mẹ hơi bị sâu đáy. Áo tay dài này các chị ơi. Áo tay dài nhá, 89.000 một sản phẩm ạ. À. Nhanh để em còn chết năm rồi. Năm 2 rồi, chết rồi là bị mắng đấy. Đây nhá. Áo tay dài ạ. À. Khi nào thì nhận được hàng ạ? Đợi một chút nhá. Sau khi mà em làm xong cái này thì em chốt đơn ấy, sau đấy thì bên em nhân viên sẽ gọi, nhân viên gọi điện thoại cho chị ạ. Đây nhá chị nhá. Cái này là cái mà những cái bạn mà đậm đậm người một tí là mặc thích lắm đây này. Đây ạ. Những cái này là thuộc dạng tay bánh bèo đấy ạ. Những chị nào thích tay bánh bèo thì lựa chọn những cái mã sản phẩm này giúp em nhá. Chị ơi, còn mã áo 006. À 006 là mã này đúng không? Cầm hộ chị cái này. 006 là mã này đúng không? Mẫu mã này sao nhiều người thích thế nhỉ? Mã chấm bi đúng không? Mã áo sexy. Chị thấy nhiều người chọn lắm, mình thấy nhiều người mặc cái áo này lắm ý. Nhờ mặc cái áo này thì thoáng nhẹ nhưng mà đúng là nó hơi sexy một chút. Ok, vẫn còn nhá. Hiện tại mình đang cầm trên tay cái size L này đúng không? Thì để mình check lại một vài mã. Cái này cũng đẹp này. Các bạn cứ gửi tin nhắn vào trong tin nhắn của Citizen nhá. Gửi lại tin nhắn cho bên mình thì bên mình check và sẽ cố gắng là trả lời trong vòng hôm nay. Hôm nay 25 Tết rồi nên là ai thấy ai cũng vội ấy. Còn size M không? Còn size M không em? Cái này này. Size L nhưng mà bao nhiêu cân thì mặc được? Chỉ còn size L thôi. Mà size L thì tầm 25 cân, à 4, 52 cân thì mặc được em ạ. Hình như hết size M mất rồi. Đây em nhá. Có áo da cách tân không chị ơi? Không. Chắc là không kịp để mà giới thiệu cái đấy rồi. Không kịp để giới thiệu mấy cái đấy, hết giờ mới rồi em. Đây nhá, áo sơ mi này. Những cái này thì nó dành cho những người mà thích nhẹ nhàng thôi. Chứ còn ví dụ như cho chị mặc thì cũng không mặc đi. Mỗi người một sở thích. Đây. Mặc xong thì cảm giác mình như kiểu nhìn nó cứ hiền thế nào. Đây nhá, các chị ưng sản phẩm nào thì các chị chụp hình lại lướt với em luôn nhá. Chắc là sau bây giờ luôn thì chắc là bọn em cũng dừng luôn. Đây một cái dáng váy khác này. Một dáng váy khác nhá. I said it's all I did.
Đây, một dạng váy khác nữa các chị này. Cái này còn có màu đen nữa chị nhá. Em qua sản phẩm luôn ạ. Đằng chân váy dài ạ. Chân váy Gucci các chị nhá. Dáng chân váy này là nó xẻ đứng trước. Em xin phép là bây giờ thì cũng muộn giờ rồi nên là em không cố thêm nữa. Thì em xin phép được chốt đơn ở đây. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các chị. Và cũng là chúc tất cả các chị có một cái Tết thật là vui vẻ ạ. Chị ơi, váy ý size M còn không ạ? Váy ý là váy nào em ơi? Cứ cố dốn. Chúc tất cả các chị và gia đình có một cái Tết thật là đầm ấm, sum họp và ấm áp. Chúc cho năm 2018 là một năm mới đầy những sức khỏe, thành công cũng như là mọi việc thì đều được suôn sẻ. Tranh thủ nốt nhá. Cái váy em bảo đây đúng không? Khổ. Cứ bị tham. Xẻ trước màu đen. Đúng rồi, đây. Xẻ trước màu đen. Có size M em ơi, có size M nhá. Có size M. Gửi tin nhắn giúp bên chị, chị bảo nhân viên các bạn ấy check đơn, các bạn ấy check đơn. Xin cảm ơn tất cả gia đình và tất cả mọi người. Thì em xin phép là sẽ dừng lại livestream ở đây và xin phép được chốt đơn, bởi vì chương trình giờ vàng thì cũng đã kết thúc rồi. Và sang năm mới 2018 thì nếu mà có những cái chương trình livestream tiếp ấy thì cũng rất là mong gia đình mình ủng hộ. Và bên em thì cũng hứa là nếu mà có những chương trình livestream ấy thì về mã sản phẩm hoặc là về tất cả những cái hậu trường thì bên em sẽ làm tốt hơn để các chị có thể lựa chọn nhiều với mã sản phẩm hơn ạ. Cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ ạ. À đây, cửa hàng trưởng đấy ạ. Cửa hàng trưởng đấy ạ. Cửa hàng trưởng đấy ạ.